những con rắn siêu to khổng lồ từng được người ta tìm thấy. Ôi dồi ôi, các cụ hiển linh nhưng mà nó lạ lắm luôn á. Trời ơi, gặp cảnh này thì các bác sẽ làm gì đây? Nhường nhà, nhường luôn cái bàn thờ cho cụ Trăng chứ còn cái gì nữa. Đậu xanh rau muống, trời ơi, nhìn qua màn hình thôi tôi cũng đã thấy khiếp lắm rồi các bạn ơi. Trong khi đó nha, ông anh này chỉ cầm cái gậy nhỏ đứng trên giường khua khua thằng nhỏ đầy bất lực. Chà, nhà bạn nào gần vườn cây tùm rồi á, ẩm thấp này nọ đó nha, cứ phải cẩn thận vào các bạn nha. Hello, xin chào 500 anh em. Vừa rồi là một cuộc chạm trán đầy kinh hoàng giữa loài người và loài trăng khổng lồ đó. Bé Na có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và thực sự thì có vô số những cuộc chạm trán khủng khiếp hơn như thế đã diễn ra. Và đây là 10 cuộc gặp gỡ đáng sợ nhất với loài trăng, rắn. Cùng xem ngay nào, các bạn ơi. Yo. Thứ nhất, trăng khổng lồ rơi xuống từ trần nhà. Các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu như đang ngồi ăn món bít tết ngon lành cành đào, cái tự dưng trên trời rơi xuống một con trăng siêu khổng lồ? Chắc chắn tôi sẽ liệm luôn khỏi cần bàn các bạn nha. Và thực khách tại một nhà hàng đã hoảng sợ bỏ chạy ngay sau khi phát hiện ra con trăng khổng lồ. Nó đã ở ngay trên đầu họ và phá vỡ tấm trần phía trên. Trời ơi, địa điểm trong đoạn video là một nhà hàng ở Hồng Kông nha. Con trăng dài đến tận 6 mét. Sau khi phát hiện ra con quái vật thì chủ nhà hàng đã ngay lập tức gọi điện cho các chuyên gia động vật uy tín để mà xử lý nó. Họ sử dụng móc kim loại để giữ đầu và ngăn không cho nó tấn công những người xung quanh. Các chuyên gia phá rộng cái trần nhà hơn để cho con trăng thoát ra. Sau đó thì dùng tay lôi nó xuống đất. Quá là kinh hãi đi. Đây, ở một nơi khác nữa nè, cũng có con trăng đã lựa chọn cái trần nhà để làm nơi trú ẩn luôn. Ồ là trời luôn á, nó lẩn trốn trên trần nhà. Người thợ đã phải sử dụng hết cái ngón nghề và sự dũng cảm của mình để lôi con trăng xuống. Ôi giời, nhìn nó đớp ánh chàng kìa, quá ghê gớm. Nó tỏ ra một cái vẻ hung hăng khi mà liên tục tung ra những cú táp nhằm vào thợ bắt rắn. Mãng xà quyền là không đùa được đâu bà con ơi, phải rất khó khăn và mất một lúc thì người thợ mới có thể khuất phục được con vật này nhá. Theo dõi mà cũng muốn ná thở theo luôn hả, quá kịch tính. Thứ hai, trăng khủng nấp trong toilet. Cái nhà vệ sinh của chúng ta á, một nơi ẩm thấp rất thích hợp để trở thành hang ổ của lũ trăng rắn, các bạn nhớ nha. Đây, vào một ngày đẹp trời ở quận Muangthon, Chonburi, một cậu bé 5 tuổi sau khi bước vô nhà vệ sinh đã sợ hãi đến nỗi té mét mặt luôn, chạy vào nói với mẹ của mình, có con gì đó cực kỳ lớn ở bên trong đấy. Đó, khi mở cửa nhà vệ sinh ra thì bà mẹ cũng phải hét lên hoảng sợ, vội đóng chặt cửa nhà và gọi điện cho đội cứu hộ đến bắt giữ con vật đáng sợ này. Các nhân viên cứu hộ đã rất là vất vả để vật lộn, bắt giữ con trăng vì cái thứ cỡ lớn và sức mạnh của nó quá dữ dội đi. Phải mất một khoảng thời gian lâu lắm, lâu luôn á, thì con trăng mới bị gồng cổ lại. Các nhân viên cứu hộ xác định bé Na dài đến 6,1 mét, nặng 29,7 kg thôi chứ nhiều đâu. Và nguyên nhân nó lại trốn trong cái toilet là vì lúc đó Thái Lan đang vào mùa đông cho nên thời tiết rất lạnh. Con trăng rắn tìm nơi ấm áp hơn để mà lẩn trốn đấy các bạn. Thật là may vì bé Na đã bị gồng lại ha, trước khi nó gây hại cho con người, đặc biệt là lũ trẻ con, đúng không nào? Cuối cùng thì trăng khủng đã được các chuyên gia chuyển đến khu rừng xa nơi con người sinh sống và thả nó tự do. Thứ ba, đang họp trăng rơi giữa phòng. Các bạn nghĩ bằng cách nào nhanh nhất để kết thúc một cuộc họp với ông sếp hay cáu bẩn đây? Anh em thử cách này ngay nè. Vâng, một tình huống hy hữu đã xảy ra ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Các nhân viên của ngân hàng đang có cuộc họp, trông cũng khá là căng thẳng đấy. Rồi cái đang bị sếp mắng hả? Tự dưng một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện. Ôi lại chúa tôi, đó là một con trăng cỡ lớn chiều dài 2 mét rơi xuống từ trần nhà của phòng họp. Các nhân viên thì ngơ ngẩn đứng hình mất N cộng 1 giây liền. Sau đó, khi phát hiện ra sự xuất hiện con trăng, tất cả lập tức hét toáng lên rồi bỏ chạy chứ sao giờ. Chạy nhanh đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn, đúng không? Ngay cả bản thân con trăng cũng dường như bị sốc sau cú rơi. Ủa, đây là đâu? Rồi tao là ai vậy? Phải mất một khoảng thời gian thì nó mới có thể trườn đi. Cảnh sát và nhân viên trạm bảo vệ động vật đã gọi đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Sau khi bị bắt giữ như vậy, con trăng xác định dài 2 mét, nặng 5 kg. May mắn là không có ai bị thương trong vụ con trăng từ trên trời rơi xuống này. Tuy nhiên thì các nhân viên ngân hàng đã có một phen ta nói thót tim khi sự việc xảy ra nhá. Hú hồn thực sự chứ bộ. Bởi mới nói bé Na ở bất cứ đâu xung quanh cuộc sống của chúng ta đấy. Các bạn cẩn thận nha. Thứ tư, đi mua hàng bất ngờ đụng độ trăng dài 3 mét trong siêu thị.
Wow, phát hiện ra một con rắn khổng lồ thích chơi trò trốn tìm trong siêu thị nè các bạn ơi. Ôi, một vị khách đã tới siêu thị ở Australia mua đồ. Trong khi đang lựa hàng thì Helena Alati, 25 tuổi, bất ngờ đối mặt với con rắn khổng lồ bò trên kệ hàng đựng các loại gia vị. Theo chia sẻ thì đầu của bé Na chỉ cách mặt của cô ấy khoảng chừng, 20cm thôi à. Nó nhìn Helena chằm chằm, giống như là muốn yêu cầu cô đưa nó ra ngoài vậy đó. Cơ mà cô cũng có nói con rắn siêu dịu dàng, không có hung dữ, cũng chẳng khiến ai phải hoảng sợ cả. Và may mắn nha, Helena lại từng là người giải cứu động vật nữa chứ. Sau khi thông báo tới các nhân viên siêu thị thì cô lấy một chiếc túi xách của mình rồi cố gắng đưa con trăn vào trong một cách an toàn. Chà, hôm nay siêu thị có vẻ đã chào đón được một vị khách trơn trượt nhất mà họ từng biết luôn. Video của cô nàng sau đó nhận được rất là nhiều lời bình luận từ cư dân mạng. Thật đáng sợ, tôi có thể sẽ bị lên cơn đau tim vào lúc đó. Ôi, tôi cũng thấy vậy chứ bộ. Thứ năm, chạm trán trăn anaconda khổng lồ. Các bạn ơi, hãy tưởng tượng nha, một ngày bạn phải đối mặt với con trăn anaconda khổng lồ thì sẽ như thế nào? Cũng giống như con quái vật Basilisk đụng độ Harry Potter và những người bạn vậy đó. Cảnh tượng ngoạn mục này sẽ khiến cho các bạn thật sự không thể nào tin được luôn. Trong lúc khám phá sông Formoso ở Brazil, một nhóm thợ lặn đã chạm trán với một con trăn anaconda khổng lồ dài tới tận 7 mét. Họ đã lập tức ghi hình con trăn khi nó tiến đến đánh giá camera trước mặt. Và quả nhiên, cameraman bất tử không bao giờ sai. Đáng kinh ngạc nè là bé Na siêu khủng này đã rất là bình tĩnh và hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của các thợ lặn liền. I don't care luôn trời, nó bơi vòng quanh hai con mồi sống mà chẳng có cái vẻ gì là nó muốn tấn công hết trơn nha. Rồi sau ít phút nha, bé Na đã trườn dọc lòng sông rồi bỏ đi ngay tức khắc luôn. Thêm một vài thông tin thú vị nữa nha, trăn anaconda là loài khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư, thế nhưng mà hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Mặc dù sống dưới nước đó, thế nhưng mà anaconda lại chê đồ hải sản. Chú không ăn tôm cá mà nghiện thịt nha các bạn. Và con mồi ưa thích là gì? Là cá sấu, các loài rắn, thậm chí là cả báo Nam Mỹ nó quất luôn. Khủng thật sự các bạn ha. Thứ 6, phát hoảng vì trăn khổng lồ trong máy giặt. Các bạn nghĩ rằng căn nhà của mình là nơi an toàn nhất hả? Chưa chắc đâu nha anh em. Vì sao? Vì có những con quái thú sẵn sàng đột nhập vào nhà bạn đấy. Đây, một người đàn ông ở Thái Lan đã vô cùng là kinh hãi khi phát hiện ra con trăn dài đến 3,6 mét đang cuộn tròn bên trong máy giặt. Con trăn thấy có người quấy rầy, ngay lập tức vươn mình lên, há cái miệng rộng ngoác, sẵn sàng tấn công. Người đàn ông này nhanh chóng gọi cho nhân viên cứu hộ động vật hoang dã. Họ đã phải mất tới 30 phút để tóm gọn con trăn hung dữ cho vào bao tải đấy. Nhân viên cứu hộ đã dùng chiếc gậy dài gắn thòng lọng để thích cổ mạnh vào con trăn. Con vật nghe nghe cái răng đầy giận dữ, thế nhưng mà cuối cùng nó cũng bị lôi thẳng cổ ra khỏi cái máy giặt rồi. Chủ nhân của chiếc máy giặt đã kể lại cái trải nghiệm khi mà gặp trăn khổng lồ rằng á, khi mở cửa máy giặt, tôi có cảm giác như mình sắp lên cơn đau tim. Và đó là cảnh tượng đáng sợ nhất tôi từng trải qua. Ghê quá các bạn ha. Thứ 7, lính cứu hỏa bắt được trăn khủng đột nhập nhà hàng. Nhân viên tại một nhà hàng bán thức ăn Trung Quốc ở quận Thornbury ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã vô cùng là sửng sốt khi phát hiện một con trăn khổng lồ đang ẩn nấp ngay trên con đường phía sau. Đáng sợ là con trăn chỉ cách chỗ thực khách ngồi chỉ vài mét thôi à. Kích thước trung bình của loài trăn này thường chỉ từ 3 đến 6 mét, nhưng mà riêng con quái vật này lại dài đến 8 mét luôn. Một đội cứu hỏa gồm đến 17 người đã được gọi đến để xử lý con trăn. Họ đã bắt được nó và đo chiều dài cơ thể nè. Người đầu tiên cẩn thận giữ đầu và nâng nó lên eo. Các thành viên 17 người thậm chí còn có thể ôm dọc hết cái chiều dài cơ thể của con trăn luôn đấy các bạn ạ. Thế mới biết hả, cụ trăn này có kích cỡ khủng như thế nào. Thứ 8, trăn ở trên tàu. Tin được không, một con trăn cũng có khao khát được chinh phục thế giới trên tàu công vụ của cảnh sát nữa đó. Quá là xà lách luôn nha, xem nè. Chuyện là các sĩ quan đang làm nhiệm vụ trên xà lan cảnh sát số 4 tại Tolo thì bất ngờ phát hiện ra con trăn miếng điện dài đến 2m, nặng 23kg nha. Sau những phút giây hoảng hốt thì họ đã liên lạc với chuyên gia bắt rắn lên xà lan để xử lý. Ơ kìa, người ta lên ngắm biển tí, gì mà căng dữ vợ. Theo video lan truyền thì chuyên gia đã cố gắng bắt con trăn dài 2m quấn quanh lan can trên bon. Mặc dù có mảng xà quyền đó, thế nhưng mà nó cũng không thể nào chống cự được đâu. Và cuối cùng thì con trăn bị bắt sống và chuyển cho một tổ chức bảo vệ động vật. Trời, toát cả mồ hôi hột luôn chứ không đùa các bạn ha. Thứ 9, trăn khổng lồ y ạch nuốt chửng hai con dê.
đã phát hiện một cụ trăng vì ăn quá no mà không thể nào nhúc nhích được luôn. Đó, cái tội tham ăn, thấy chưa? Người dân ở Malaysia đã vô cùng là bất ngờ khi bắt được con trăng khổng lồ. Và đáng nói là nó lại vừa sên hai con dê, no căng và cái bụng thì phình lên y như là cái trống vậy đó. Con trăng hấu ăn này dài 4,9m đã nuốt chửng những con dê tại trang trại của người dân sau khi trườn qua hàng rào dây thép gai ở ngôi làng hẻo lánh thuộc bang Pahang, Malaysia. Những người dân khi được phỏng vấn đã nói rằng họ rất là hoảng sợ khi thấy một con trăng khủng nằm uể oải, thiếu sức sống giữa đống bùn để tiêu hóa bữa ăn. Tuy nhiên, nhờ thế mà nó cũng không thể nào tấn công được bất cứ ai hết trơn á, thậm chí nó còn không thể tự vệ nữa mà. Và cần tới 3 đến 4 người đàn ông thì mới có thể bê được con trăng này lên chiếc xe tải đấy các bạn ạ. Ghê thật. Thứ 10, bắt được trăng khổng lồ dài 9 mét. Cảnh báo luôn nha, đây có thể là một chiếc video gây ám ảnh nặng đối với các thí chủ mắc bệnh yếu tim. Đây, xem nè. Tại khu rừng nhiệt đới ở Cộng hòa Dominica thuộc vùng Caribe, những người công nhân dọn dẹp đã được Chúa ban tặng cho một món quà siêu khủng luôn. Một con trăng siêu toa khổng lồ dài đến 9 mét đang lắc lư trên chiếc máy. Thật không thể nào tin nổi, con trăng khổng lồ được xác định là loài trăng gấm. Nó được nâng lên bằng cần cẩu và vẫn sống nhăn nha, lại còn nhảy được cái disco nữa cơ mà. Thật không ngờ lại có con quái thú đáng sợ như thế này các bạn nha. Và nếu như con trăng này mà giao đấu với quái vật trăng Basilisk trong Harry Potter thì con nào sẽ thắng đây ta? Comment ngay và luôn suy nghĩ của các bạn nha. Cả nhà ơi, đứng trước những loài trăng khổng lồ thì con người chúng ta cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé, đúng nào các bạn? Đến đây thì video ngày hôm nay của chúng ta xin được kết thúc nha. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau. Bye.